Đây nè, mày nhìn nè. Mày nhìn nè. Vô chỗ cái loa ở dưới này nè, bấm chuột phải nè, bấm recording device nè. Xong bấm vào kích vào hai cái front mic nè, hoặc là cái nào mà nó hiện cái này lên nè thì mày kích vào này. Xong mày bấm vào level này. Xong mày tăng cái hai cái này lên, tăng hai cái này lên, tăng ở dưới này lên cũng được. Tăng hai cái này lên. Tăng chừng nào mà nghe được thì thôi. Hoặc là vô chỗ này, này để tao tìm nè. Vô chỗ control panel này. Xong điền là chữ sao. Xong rồi ai chỗ này. Để tao tìm, đợi chút nghe. Xong rồi vô chỗ control panel mày bấm vô chỗ manager audio device này. Xong mày bấm vào chỗ recording này, bấm vào chỗ nào hai cái phone mic này mà nó hiện lên á, bấm vào kích vào hai cái. Xong bấm vào level. Xong tăng cái này lên. Tăng cái này lên, một là tăng cái này hoặc là tăng cái này lên cũng được. Tăng cái decibel này thì nói nó hơi bị ê ê hay sao. Tăng hết cái này lên 100 luôn. Rồi ok. Vậy thôi. Oh,